Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Và ngày hôm nay, thể theo yêu cầu, xin được trở lại với Thượng Ẩn và chương 4 Thanh Xuân. Trong phần 4 này, xin được giới thiệu từng chương. Chương 1: Hồi ức của tuổi thanh xuân. Đã 9 giờ đêm, cả thành phố Bắc Kinh cũng đã bớt ồn ào náo nhiệt. Đèn đường vẫn phát ra những chùm sáng yếu ớt. Trăng đêm nay vô cùng sáng, sao dày đặc cả bầu trời, làm cho khung cảnh đêm nay thật hữu tình. Nhạc Thi và Tiểu Yêu Quái đã cùng nhau đi vào một giấc mơ đẹp của tuổi thần tiên. Đôi vợ chồng son cũng vậy. Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng ngủ. Bạch Lạc Nhân bỗng nhiên hôm nay cảm thấy khó ngủ. Tuy vậy cậu vẫn chỉ mở mắt ra, không dám động đậy, vì sợ làm cho Cố Hải thức giấc. Rồi mới âm thầm liếc nhìn Bạch Khả và Nhạc Luân đang ngủ xong, rồi ngước lên nhìn lão công nhà cậu. Trong Cố Hải ngủ, gương mặt rất bình thản, môi hé mở, đôi mắt nhắm hờ, không lo lắng hay bận tâm chuyện đời ra sao, nhưng nét mặt có chút lưu manh, nhìn không được mỉm cười một cái. Cậu cười cái gì đó? Cố Hải mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì lầm bầm. Bạch Lạc Nhân trong bụng nghĩ thầm, chắc tên này làm việc nhiều quá mệt mỏi rồi bị mớ đây mà, sau này phải cân nhắc hắn làm việc phải có chừng mực mới được. Tôi không có bị mớ đâu, Cố Hải chậm rãi nói. Sao cậu vẫn chưa ngủ hả? Tôi nhớ cậu ngủ rồi mà. Bạch Lạc Nhân cả kinh hỏi. Cậu không ngủ sao tôi ngủ được? Cho dù cậu nằm trong lòng tôi cậu thức, nhưng không động đậy tôi đều biết hết cả. Cố Hải mở mắt với giọng nói tràn đầy tự tin. Bạch Lạc Nhân cười khẽ. Cố Hải cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng đầy ương ngạnh của Bạch Lạc Nhân, càng hôn càng lâu. Tay Cố Hải chậm rãi mò xuống tiểu nhân tử. Bạch Lạc Nhân chặn lại, nhỏ giọng rồi nói: Con học cái cách kiềm chế lại được không? Chúng ta đang ngủ với con đó. Cố Hải lần này mới ý thức được, nhìn qua hai thiên thần nhỏ đang ngủ, nhưng cậu lại tập trung nhìn Tiểu Yêu Quái nhiều hơn. Đứa trẻ này lúc mới sinh ra đã toát ra chất khí và mị lực không hề nhỏ. Bất cứ ai nhìn vào nó đều không thể rời mắt được, luôn cảm thấy nhìn bao nhiêu vẫn chưa đủ. Sao lúc nào cậu cũng động dục được hết vậy? Tôi thật sự không hiểu nổi luôn đó. Bất cứ nơi nào, ở đâu có cậu tôi đều động dục được. Cậu ở đâu tôi liền làm ở đó. Dù cho thời tiết khắc nghiệt, nóng như lửa đốt, lạnh như đóng băng, miễn sao tiểu hải tử còn chút sức lực, tôi cũng sẽ không tha cho cậu. Cố Hải đáp lại bằng giọng cực kỳ chắc chắn, pha thêm tí lưu manh. Bạch Lạc Nhân nghe tên đần nói vậy liền mỉm cười. Những câu nói của Cố Hải làm cậu nhớ lại cái quá khứ nụ cười, liền nhanh chóng tắt hẳn. Cố Hải thấy bảo bối không vui liền hỏi: Ủa cậu sao vậy bảo bối? Có chuyện gì hả? Bạch Lạc Nhân mở miệng: Tôi không sao. Thật mau quá, mới đây đã 11 năm trôi qua rồi. Cố Hải cũng tiếp lời: Đúng vậy bảo bối, đã 11 năm rồi đấy. Tôi cũng không ngờ mau như vậy nữa. Lúc trước tôi còn nhớ tôi cùng cậu đối đầu với nhau, rồi hai ta lại thành bạn thân. Tôi mặc giày, đòi ăn cơm, rồi ngủ ở nhà cậu, vô tình phát hiện mình thích cậu. Sau đó chúng ta mới biết được mình là anh em, tình cảm trở nên mãnh liệt hơn. Trải qua 8 năm xa cách và cuối cùng, tôi cũng có thể vỗ ngực mà nói với thế giới này rằng Bạch Lạc Nhân cậu đã thuộc về tôi, sau này và mãi mãi của một Cố Hải của tôi mà thôi. Nói đến đây, Cố Hải mỉm cười một cách vô cùng hạnh phúc. Bạch Lạc Nhân lên tiếng: Đại Hải, tôi thật không dám nghĩ tới 8 năm trước tôi bỏ cậu ở lại, tự mình gia nhập quân đội, phải ôm nổi đau đớn trong lòng vì cách xa cậu. Tôi luôn tự nhủ với bản thân mình là cậu vẫn còn nhớ đến tôi. Những lúc dường như ngã gục xuống, tôi nhớ về cậu và cho rằng tôi phải mạnh mẽ hơn nữa, tôi phải thành công thì mới có thể bảo vệ được cậu. Nhưng rồi trong bóng đêm, Tôi rất sợ, sợ cậu không còn nhớ đến tôi nữa. Sau này khi trở về, cậu gặp tôi và hỏi cậu là ai. Vết thương lòng trong tôi lại rỉ máu. Và rồi giờ tôi không còn sợ nữa. Vết thương đó đã mất. Tôi không sợ mất cậu nữa. Giờ tôi đã mạnh mẽ hơn, vì tôi biết mình đã có cậu và hai tiểu thiên thần mãi mãi. Nói đến đây, bỗng nhiên mạch nước ngầm từ trong khóe mắt cậu từ từ trào ra. Cố Hải nhẹ nhàng dùng tay quẹt nước mắt trên má Bạch Lạc Nhân rồi ôm cậu vào lòng. Nín đi bảo bối, đừng khóc mà. Tôi sợ nhất là khi thấy cậu khóc đó. Bạch Lạc Nhân vòng tay qua ôm eo của Cố Hải thật chặt, ôn nhu nói, cậu kể cho tôi nghe 8 năm cậu sống quân đội đi bảo bối. Bạch Lạc Nhân nhớ lại cái quá khứ đau đớn của 8 năm trước, chậm rãi kể. 4 năm đầu là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi. Cậu biết không, khi mà tôi bước chân vào quân đội thì tôi chỉ mang theo một tấm ảnh chụp của hai ta ở Thanh Đảo, cái áo đồng phục của cậu và chiếc nhẫn cậu mua cho tôi. Lúc chuyện của Thạch Tuệ xảy ra, mỗi lần nhớ cậu tôi đem chúng ra xem và ôm vào lòng, tưởng chừng như đang được ôm cậu vào lòng. Và nỗi đau của tôi vơi bớt đi được một phần nào. Đến đây cô Hải bỗng nhiên thấy khóe mắt cay cay, mới phát hiện ra mình đã khóc. Cậu đưa tay lên nâng niu mái tóc dưới đôi gò má của Bạch Lạc Nhân. Ban đêm tôi phải lấy áo của cậu làm gối đầu để tưởng tượng mình đang nằm trên ngực cậu. Thế là tôi ngủ ngon hơn và không gặp ác mộng nữa. Còn 4 năm tiếp theo tôi chưa từng hết nhớ đến cậu, chỉ là đỡ hơn một chút và được thăng chức lên làm thủ trưởng. Nhờ đó tôi biết được anh Cao Đại và 4 anh em khác nên cũng dời bớt đi được một ít nữa. Họ luôn luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi nhớ cậu. Họ an ủi và động viên tôi xem như là anh em ruột trong nhà vậy. Cố Hải nhẹ nhàng ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng, vuốt ve lưng của Bạch Lạc Nhân, hôn lên trán một cái ôn nhu rồi nói, được rồi nhân tử, giờ chúng ta đã có nhau rồi, hai ta phải sống cho thật vui vẻ để chăm sóc cho tiểu yêu quái và Nhạc Nhi nữa. Chúng ta phải đợi đến ngày con của chúng ta nên người và thành tài chứ, đúng không nào? Được rồi bảo bối, ngủ đi nào, khuya rồi. Ở đó mà thức khuya, mắt thâm quần với lại nổi mụn là xấu lắm đó. Hơ, sao cậu xem tôi như là đàn bà vậy? Bạch Lạc Nhân thúc vào bụng tên lừa một cái. Cố Hải cười rồi cả hai ôm nhau đi vào giấc ngủ. Bên kia hai thiên thần nhỏ đang thầm nói, ha, ba ba phải sống thật tốt để cho sau này xem hai con trả hiếu cho hai ba ba nữa chứ, không được gây gỗ với nhau như con đít. À, nếu mà không á, con với tiểu quái sẽ cười đó. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 1 với tên gọi Hồi ức của tuổi thanh xuân. Và đến đây cho phép anh Khoa xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại các fan của Thượng Ẩn ở chương tiếp theo.